vài năm gần đây thì về sản lượng vận tải hành khách của đường sắt thì có xu hướng là giảm đi. Trong đó thì cái cự ly vận tải đối với hành khách ấy là cự ly trung bình từ 500 từ 300 đến 500 km là cái cự ly ưu điểm ưu việt của cái vận tải khách hiện nay. Thì chúng tôi phân tích thì cho rằng là trong những năm vừa qua thì nền kinh tế của đất nước đang phát triển, và trong đó cái sự đầu tư của nhà nước cũng như là của xã hội cho cái hạ tầng giao thông đường bộ cũng như là phương tiện vận tải hàng không thì tăng rất là mạnh và tạo nên một cái sự thu hút đối với dịch vụ vận tải bằng ô tô từ các tỉnh thành cho đến các quốc lộ cũng như là phương tiện vận tải đường hàng không trong nội địa thì có sức hút rất là mạnh đối với nhu cầu đi lại của người dân. Thì trong khi đó thì hệ thống hạ tầng đường sắt thì cũng chưa được đầu tư đáng kể về cái nâng cái chất lượng cũng như là cái khả năng tổ chức chạy tàu, khai thác chạy tàu của cái hạ tầng hiện có, mà chỉ sử dụng cái hạ tầng của chúng ta đã được đầu tư hàng trăm năm nay, tuy đã được nâng cấp cải tạo nhưng mà vẫn còn ở mức rất là lạc hậu. Thế cho nên là cái ưu thế của vận tải hành khách là vận chuyển hàng hóa và hành khách đi xa và độ an toàn cao, nhưng mà cái mức độ tiện lợi đối với người dân thì chưa đáp ứng được. Thế cho nên là đứng trước vấn đề này thì các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt cũng như là tổng công ty đường sắt rất chú trọng đến việc là làm thế nào mà giữ được cái chất lượng dịch vụ hành khách bằng phương tiện vận tải đường sắt, như là nâng cấp các cái nhà ga, nâng cấp cái hệ thống dịch vụ ở nhà ga như là khe ga, mái che và hệ thống bán vé điện tử cũng như là các dịch vụ liên quan khác ở trên tàu. Tuy nhiên thì cái sức cạnh tranh, cái khả năng cạnh tranh đối với cái phương tiện đường sắt, nhất là về giá vé và thời gian đi tàu cũng còn là một điều tiếp tục phấn đấu để có thể như vậy là thu hút